việc đó hả? À. Là học học cái gì mới được, ví dụ Cách học học, từ vựng hay là học cách học của tiếng Nhật của mình như thế nào, để nó có gồm những cái cách nào á? nhưng mà về bưng bô hay là về đan cổ hay là gì? Về từ vựng, về ngữ pháp, về đọc hiểu, về cái rì cài cái hiểu được cái nội dung, ví dụ như người ta cho một cái đoạn hội thoại gì đó mà mình hiểu, thì mình có trước giờ mình học như thế nào để cho nó gồm những cách nào, có cách học thụ động và chủ động. Nhiều khi mình ngủ ngủ cũng học lắm, ngủ học trong mơ nữa. Thì với cô thì ví dụ như về từ vựng đi thì mình sẽ học bằng cách là vô câu đặt câu á, với lại tưởng tượng nữa. Còn về với lại thường thường là cô hay nói chuyện với lại những người mà có nhu cầu học chung á, thì mỗi ngày sẽ cai qua ví dụ 1 tiếng để mà ôn lại Wow, những cái từ mà mình vừa nãy học như vậy. Nhưng mà ok. chỉ có tiếng Nhật được vậy thôi chứ mấy tiếng khác được vậy cũng lại. Tiếng Nhật À. cái mọi người học rất là nghiêm túc, chứ còn những cái tiếng như tiếng Trung hay gì, những người mà học những tiếng đó người ta không có nghiêm túc như là người học tiếng Nhật. Rồi. Rồi cái thứ hai nữa là về cái ngữ pháp. Ngữ pháp thì cô học theo cái ví dụ như trong sách hoặc là học khi mà em chỉ, thì về nhà mình sẽ đặt câu cho cái ngữ pháp đó, ít nhất là 1 câu là mình luôn luôn thuộc lòng câu đó, khi nhắc tới ngữ pháp đó là mình sẽ buông cái câu đó liền luôn. Rồi cái thứ ba nữa là về đọc hiểu. Thì về đọc hiểu thì thứ nhất là khi đọc thì nó có rất là nhiều cái từ vựng mới, rồi canxi nữa, thì mình cố gắng ghi ra một cái cuốn vở á, xong rồi mình sẽ ôn lại khi mà mình mỗi lần mà mình kiểm tra là mình học được những gì hôm nay á, thì mình sẽ ôn lại thôi, với lại coi cái cấu trúc ngữ pháp dùng trong cái đoạn đọc hiểu đó rồi mình dịch ra rồi mình làm. Còn phần nghe thì mình nghe những câu chuyện như là cái nhãn quan chia sẻ cái cổ tích rất là hay, mình sẽ học từ mới qua những cái câu chuyện hoặc là những cái văn hóa ẩm thực của Nhật Bản ấy. Cô thấy những cái YouTuber người ta qua bển người ta quay chia sẻ khá là thú vị, mình có thể lên đó nghe người ta chia sẻ văn hóa rồi mình học luôn đó. Cô học vậy Còn gì nữa lại thường thường giống như tự kỷ ám thị vậy á, nói chuyện mình à? vậy, giả dụ á có người nào đó nói chuyện với mình thì mình sẽ nói chuyện với họ vậy thôi. Với lại thường thường mình khi mình học một từ nào đó thì mình sẽ học thứ nhất là từ trái nghĩa của nó nè, thứ hai nữa là từ đồng nghĩa của nó, rồi mình sẽ cho nó vô câu vậy thôi. Rồi, ok, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi tới lượt bạn Ngọc nè. Trước giờ Ngọc học cách cách học của Ngọc như thế nào? Ngọc chia sẻ cho mấy bạn học hỏi thử nè. Thầy từng cái khẩu của Thương hay quá trời luôn. Trời em học em học từ vựng em biết đi biết lại xong vẫn quên À, rồi. là học, tức là học bữa bữa trước bữa sau quay nha, đó là cách học, rồi bữa sau mình học lại đúng không, học học quay rồi học lại phải không? Rồi chẳng hạn như là học 100% mà mình chỉ nhớ được là cho như 50-60%, còn những gì quay thì mình học lại ôn lại phải không? Thì cậu cậu kiểu cứ học đi học lại xong rồi. Nhưng mà kiểu em học cái gì em học đi học lại vẫn quên, thế nên là cách học của em mọi người em chỉ nghe theo cách học của mọi người thôi, nghe cách học của em mọi người quên hết chữ vậy ạ. Rồi còn gì nữa không? Ok, rồi muốn nghe cái cách học của bạn Bình nè, các bạn học tập ý kiến của bạn Bình Có gì đâu học này. nè. Thấy Bình nghe tốt lắm á, nên có gì chia sẻ cái cách học của Bình, hoặc là Bình được học trên trường nữa, chuyên ngành tiếng Nhật nữa thì sẽ hơn mọi người nhiều. Dạ thì trước giờ em học vẫn nhanh nhớ lắm, kiểu như em cầm cuốn sách kiểu như là cứ ikimasu rồi em đọc một hồi cái em nhớ à. Nhưng mà với lại phần cai qua là em nghe em coi phim nhiều quá, cái em học theo cái câu của người trong phim á, cái em lâu lâu em tập em nói lại cái em quen á, với lại em nghe em coi anime nhiều rồi cái em người ta nói mình cũng hiểu chứ mình cũng nắm được. Còn ngữ pháp thì đối với em thì muốn hiểu ngữ pháp thì em phải học từ vựng trước thì em mới hiểu được ngữ pháp. Còn còn gì nữa không? Em học vậy, với lại mấy cái từ vựng lâu lâu mà khó em ghi trên bảng em đi ngang qua nhìn lại để em nhớ. À, khó là mình, à nhà mình có cái bảng cái mình viết lên, hoặc là mình để đó cái lâu lâu
nhìn qua nhìn lại mình nhớ đúng không? Rồi ok, hôm nay mình sẽ coi cách cách học của các bạn ha. Nó trong đây nó sẽ có 11 cách học. Không biết các bạn cách học của bạn nó trùng trong 11 cách của học như thế không ha. Rồi, hôm nay sẽ nhờ cô Thương ha. Bây giờ sẽ nói về cái 11 cách học đây cho mấy bạn. Này, rồi nhờ cô Thương đọc tiếng Anh và giải thích giúp mấy bạn ha. Rồi. Ok. Đọc từ đây nha. Trong đây nó có cái này nó đã là dịch thôi phải không, chứ không có cần đọc tiếng Anh lên đúng không? Đọc tiếng Anh luôn nhé. Ok. The best way to learn Japanese là cách tốt nhất để mà học tiếng Nhật. 11 proven study methods that work, nghĩa là 11 cái nghiên cứu mà đã được chứng minh. Tức là 11 cái phương pháp nghiên cứu mà đã được chứng minh đó, thì nó rất là hữu dụng, tức là that work, có nghĩa là đó là thực sự rất là hiệu quả cho mọi người. À, ok, và ở 11 cách nó như thế nào ha? Rồi tiếp. If you are taking Japanese lesson, you probably want to know how to study much smarter. Nếu như mà bạn học những cái bài học về tiếng Nhật ấy, thì có lẽ là bạn muốn biết cái cách để mà học thông minh hơn. Not harder, nhưng mà không phải là học cứ nhồi nhét. Harder đây có nghĩa là mình học, mình cố gắng học chăm chỉ mà không có thông minh ấy, có nghĩa là mình cứ học độn á, ý là như thế. Maximize your learning with these study steps from language teacher. Rồi thông mệt Ilana R gì đó. Xong nghĩa là tối ưu cái cách mà học của bạn với những cái bí quyết tips, những cái bí quyết từ cái người giáo viên tên là Alina này, okay. Giáo viên về ngôn ngữ ấy, thì cô ấy sẽ chỉ ra cho mình. Thì ở đây Japan has a lot of offer, great food, interesting culture and wonderful sightseeing. Nhật Bản, chỗ này chưa vô hay gì á? Giờ đọc luôn à? Này là đang giới thiệu thôi. Nhật Bản thì nó có rất là nhiều cái sự lựa chọn, như là nhiều cái ưu đãi cho chúng ta, có nghĩa là về thức ăn ngon nè, những cái văn hóa thú vị và những cái danh lam thắng cảnh thật là tuyệt vời. As a result, lots of English speakers want to learn Japanese. Do đó thì rất là nhiều người giáo viên, những người bản địa anh muốn là học tiếng Nhật. Unfortunately, Japanese isn't always easy to learn. Có nghĩa là nhưng mà không may là những người Nhật thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để mà học. Not only are there few phonetics and grammar. Có nghĩa là không chỉ là cái phonetic giống như là cái IPA của mình á, nghĩa là thuộc về những cái âm mà để cái mà âm mình phát âm điệu của nó. Đúng rồi, âm điệu giống như IPA á. Không chỉ là về âm điệu và ngữ pháp, mà the written language consists of thousands of intricate characters. Mà cái về cái việc viết ngôn ngữ ấy, thì nó bao gồm cả hàng ngàn những cái chữ cái rất là công phu luôn. Intricate đây là một cái chữ cái rất là phức tạp ấy, điêu luyện á. Rất là khó để mà mình viết. So, what's the best way to learn Japanese? Vì thế thì cách tốt nhất để học tiếng Nhật là gì? The best way to learn is through practice, repetition and dedication. Cách tốt nhất để mà học đó chính là thông qua luyện tập, lặp lại. Nè, cái chữ lặp lại đây là rất là hay nè. Cái chữ này là có một cái sơ đồ, người ta cũng nghiên cứu rồi luôn. Và dedication là cái sự hy sinh, cống hiến, có nghĩa là mình bỏ ra công sức thôi chứ còn gì nữa. If you put in the time and follow these steps, nếu như mà bạn cứ tức là nếu như mà bạn bỏ thời gian ra và cứ dõi theo những cái tip, những cái bí quyết này, you will be well on your way to mastering the language, thì bạn sẽ chắc chắn là sẽ thành công trên con đường mà chinh phục cái ngôn ngữ. Đúng rồi, mình theo với mình theo cái những cái mẹo đó ha, tiếp theo cái mẹo á. Okay. Rồi cách mẹo là gì? Rồi number one, take a class or computer course. Có nghĩa là mình hãy học một cái lớp nào đấy, hoặc là học cái dạng như computer course này là học trực tuyến á, dạng như vậy. If you don't know any Japanese, a structured class is the best way to start. Có nghĩa là nếu như mà bạn không biết gì về tiếng Nhật hết, như vậy thì một cái lớp mà nó cả có cấu trúc, có hệ thống sẵn á,
thì đó là một cái cách tốt nhất để mà cho chúng ta bắt đầu. Find teachers in your area, or sign up for Japanese classes at a local community, college or university. Thì mình sẽ tìm những người giáo viên ở trong cái vùng quanh bạn, trong những khu vực mà bạn ở gần đấy, hoặc là bạn sẽ đăng ký một cái những cái lớp tiếng Nhật mà trong cộng đồng của bạn, như là ở trường đại học hoặc là cao đẳng nè. Đó. If taking a class isn't an option, nếu như mà mình tham gia vào một cái lớp nào đó, mình không muốn đi đến một cái lớp đó để mà mình đăng ký để mà học, thì nó không phải là sự lựa chọn của chúng ta, thì you can buy a language learning program. Bạn có thể mua một cái chương trình học ngôn ngữ. Có nghĩa là mình không cần phải đi đến một cái nơi học kiểu như offline á, mà mình có thể học online. Tức là nó có program, có hệ thống. Rosetta Stone is the most popular option. Nè, cái bạn có thể copy cái từ khóa Rosetta Stone này nè, gõ lên. Này cô cũng không có học qua cái này, cô không biết luôn. Em này là giáo sư cũng nghiên cứu về cái ngôn ngữ đó. Robinsler, you know, an audio language program is also great to learn the basics. Rồi cái một cái video ghi âm, một cái file âm thanh cho cái khóa học, cho cái chương trình học cái ngôn ngữ cũng là một cách để mà học những cái cơ bản á. Thì cái Beamsler này cô cũng chưa học qua luôn. Cái đó là kiểu như một cái sách giáo khoa, nó sẽ dính sẵn vào các file nó được nghe trong cái tập đó. Xong rồi cô thấy có những cái đi đồ mod máy lạnh gì đó, cái bỏ cái đồ mod vô nó đọc cho mình. Rồi cách thứ nhất chắc không phụ gì cô rồi. Cách thứ hai cô. Number two, okay, listen to language podcasts. Này là ai có ai app này, ai dùng iPhone là có đây nè, cái podcast nè. Là có nghĩa là mình nghe những cái podcast, những cái chương trình mà người ta đã thu âm xong cái giọng người ta rồi, người ta bỏ lên, người ta cho mình nghe giống như radio mỗi ngày vậy đó. Rồi, I love language podcast. Tôi thì yêu thích nghe những cái podcast về những cái ngôn ngữ nè. When I was in Germany, khi mà tôi ở Đức, I listen to podcasts on the way to and from school each day. Tôi nghe những cái podcast trên đường mà tôi đến trường mỗi ngày. It helped me learn much faster than my classmates. Nó giúp tôi học nhanh hơn những cái bạn cùng lớp với tôi, cùng lớp của tôi. There are lots of Japanese podcasts available online. Có rất là nhiều những cái podcast bằng tiếng Nhật có sẵn trên mạng ấy. They range from beginner to advanced. Nó thì được sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao. For best results, make listening to podcasts part of your routine. Để mà có được kết quả tốt nhất ấy, thì bạn hãy lắng nghe những cái podcast như là một cái thói quen thường lệ của các bạn. Listen during your commute or while to do chores. Nghe trong khi mà chúng ta commute, đây có nghĩa là khi mà chúng ta trên đường đi làm việc hay đi đâu á, tức là trên cái phương tiện giao thông chúng ta đang ngồi ấy, hoặc là khi mà chúng ta làm việc nhà, những công việc nhà, rửa chén, nấu cơm đồ đấy. Đúng rồi. Number three, watch Japanese TV with English subtitles. Hãy xem những cái chương trình TV tiếng Nhật với sub, là với những cái phụ đề bằng tiếng Anh ấy. I once met an American girl in Japan who spoke impeccable Japanese. Tôi một lần là gặp một cô gái Mỹ, người Mỹ ở Nhật Bản, người đó nói tiếng Nhật không có chỗ nào chê được hết. She told me that she had been bedridden with a serious illness for almost a year. Okay. Câu này có nghĩa là cô ấy nói đã kể cho tôi nghe rằng á là cô ấy đã bị giống như liệt giường, tức là nằm ì trên giường á, không có đi đâu được hết, không có nhúc nhích được luôn, bởi vì cô ấy đã bị một cái căn bệnh rất là nghiêm trọng, hầu như là một năm trời. During this time, she watched anime in Japanese with English subtitles. Trong cái suốt thời gian đó đó, thì cô ấy đã xem anime bằng tiếng Nhật với phụ đề bằng tiếng Anh. She never took a class, but her Japanese were phenomenal. Cô ấy không bao giờ đến một cái lớp học nào hết, nhưng mà tiếng Nhật của cô ấy thì phải nói là tuyệt vời. Watch anime or Japanese movies with English subtitles. Hãy xem anime hoặc là phim bằng tiếng Nhật với những cái
phụ đề bằng tiếng Anh. Write down any words you don't know and say them into a translation app like Google Translate. Hãy viết nó xuống bất kỳ những cái từ nào bạn không biết và nói chúng qua cái app mà dạng như những cái ứng dụng mà phiên có dịch đó. Giống như bữa em có dùng cái Siri á, như là Google Translate nè, to find out what they mean, để mà tìm ra là nó có nghĩa là cái là gì á. Siri cũng là một cái ví dụ cho cái này. Google Translate cũng tốt nhưng tôi thấy Siri ổn hơn. Number 4, learn hiragana and katakana. Thì hiragana and katakana are two basic 30 letters Japanese alphabets. Thì cái chữ hiragana và katakana là hai cái bộ bảng chữ cái này là gồm có 30 ký tự, 30 chữ của tiếng Nhật á. They provide two ways of writing the same sounds. Tức là hai cái bảng chữ này, hai cái bộ chữ này thì nó cho ta biết là hai cái cách đó viết cái âm thanh như nhau luôn. The sound A is A in hiragana and A in katakana. Nó có nghĩa là hai chữ này nó đọc như nhau nhưng nó chỉ viết khác nhau thôi nè. Hiragana is the general alphabet and katakana is used for foreign derived words. Hiragana là cái chữ mà kiểu như là chữ truyền thống luôn, tức là chữ phổ thông, chữ cái phổ thông luôn. Còn cái katakana này thì thường dùng để mà mô tả cái chữ mà có nguồn gốc từ nước ngoài. Learn these two alphabets before you learn the kanji characters. Hãy học những, hãy học cái hai cái bảng chữ cái này trước khi mà bạn học ký tự kanji nhé. 5. Read manga or children's books. Hãy đọc truyện tranh hoặc là sách trẻ em. Children's books and manga, Japanese comics, usually include furikana. Sách mà của trẻ em và truyện tranh ấy là gọi là Japanese comics này, có nghĩa là truyện tranh của Nhật Bản thì thường bao gồm furikana này là gì luôn biết. Chữ furikana là kiểu như chữ kanji mà biết nó chữ kanji bình. Bạn hán tự dài nhưng mà nó phiên âm trên đầu gọi là furigana. Kanji dài nhưng mà nó có phiên âm hiragana trên đầu này gọi là furigana. Rồi, which are little hiragana or katakana characters next to each kanji character? Cái điều đó là có một ít chữ là hiragana và katakana, những cái ký tự á, katakana gần với lại mỗi cái chữ hán tự, có nghĩa là nó phiên ra cho mình đó. Stories with furikana can help to learn common kanji. Thì những câu chuyện với furikana này có thể giúp bạn học những cái chữ kanji kiểu như common, hay là common ở đây có nghĩa là những cái chữ cái thông dụng, gia thông dụng đúng rồi. Thông dụng có nghĩa là không phải khó quá, cơ bản thôi, thông dụng thường thấy. Tức là học qua câu chuyện. Get a workbook. Thì cái thứ sáu này có nghĩa là mình sẽ nên có cho mình một cái quyển sách để mà luyện tập. Có nghĩa là sách này là sách mà để mà mình luyện lại những gì mình đã học qua. Kanji workbooks can help you learn to write kanji characters and understand their meaning. Có nghĩa là những cái quyển sách mà để chúng ta luyện tập về hán tự thì có thể giúp cho chúng ta học viết những cái ký tự hán tự và hiểu được cái nghĩa của nó nữa. Get a workbook and dedicate a short amount of time to practice each day, even if it's only 20 minutes. Có nghĩa là mình nên có một cái quyển sách mà luyện tập đó và chúng ta hãy bỏ ra một chút ít thời gian để mà luyện tập mỗi ngày, thậm chí là chỉ cần 20 phút thôi. 7. Use flashcards. Nghĩa là dùng những cái flashcard, là những cái hiểu không biết nó diễn sao nữa, những cái giống như một cái cạc á, hình chữ nhật, cái cạc mà nó biết ví dụ như trước là chữ, ví dụ như chữ là tabi mát, sau nó ghi chữ tabi mát ăn uống gì đó cho mình á. Đúng rồi, giống như đó là cái gì mà bữa em có tạo á, có tạo đúng không? Quizlet á, tức Quizlet á, cái Quizlet á, kiểu như là cái cạc ấy, như mình hiểu đây, cái trước thì nó viết một chữ này, sau nó viết nghĩa đó, mình cứ lật mình coi á. Đúng rồi. Rồi dưới đây nó nói là use flashcards to help you memorize kanji, là dùng cái flashcard đó để mà giúp mình nhớ được những cái chữ hán tự này.
You can make your own. Bạn có thể là chính tự bạn làm được. Or use a website to help. Hoặc là mình có thể nhờ một cái trang web nào đó giúp đỡ mình. Thì nó có cái Wixlet, nó có hết. Wanikani is a great flashcard site for Kanji memorization. Cái này là một cái trang web để mà tạo ra cái flashcard để mà mình có thể giúp mình nhớ được cái hán tự á. Wanikani, trời cái này mới nè. Rồi, tới chủ đề. Tới chủ đề của cô nè. Ok. I sing Japanese karaoke songs. Nghĩa là hát karaoke bằng những cái bài hát bằng tiếng Nhật á. Ok, learn some Japanese songs and focus on pronunciation and meaning. Nghĩa là học một số những cái bài hát bằng tiếng Nhật và tập trung vào cái phát âm và ý nghĩa của nó. It helps to listen to the songs multiple times. Nó thể giúp mình nghe được những cái bài hát rất nhiều lần. Then make your way to a Japanese style karaoke joint and watch the subtitles as you sing. Thì câu này có nghĩa là sau đó hãy tạo ra một cái cách để mà mình có thể là kiểu như khi mà mình karaoke, kiểu như mình hát theo cái phong cách của người Nhật luôn á. Và mình sẽ nhìn những cái phụ đề khi mà bạn hát, nghĩa là mình vừa nhìn vô cái phụ đề rồi mình vừa hát theo vậy đó, kiểu vậy. Japanese karaoke places usually have private rooms for small groups to rent. Thì những cái nơi để mà mình có thể karaoke bằng tiếng Nhật ấy, những cái nơi để mình karaoke bằng tiếng Nhật thì thường thì nó có những cái phòng riêng tư cho một cái group nhỏ để mà mình có thể thuê để mà mình ở đó mình hát. Đỡ mất cỡ thật sự. So you can practice without feeling embarrassed. Để mà vì thế mà bạn có thể luyện tập mà không có cần phải xấu hổ. Ngại á. 9. Use Japanese subtitles. As you get better at Japanese, try switching the English subtitles to Japanese while you watch TV. Khi mà bạn có thể tốt tiếng Nhật rồi ấy, rồi có thể chuyển sang chuyển từ cái phụ đề tiếng Anh sang tiếng Nhật khi mà bạn xem truyền hình. My spoken Japanese is very good, but I can't read well. Tức là cái khả năng nói tiếng Nhật của bạn này rất là tốt, của tôi rất là tốt, nhưng mà tôi không thể nào đọc được tốt được như vậy. When I watch TV with Japanese subtitles, khi mà tôi xem TV với những cái phụ đề bằng tiếng Nhật, I can mentally connect the spoken words with the Japanese characters. Tôi có thể là một cách nào đó kiểu như cái này mentally có nghĩa là một cách vô tình mà kiểu như vô tiềm thức của mình á, thì mình có thể kết nối được với những cái từ mà nó hay dùng để nói với những cái chữ bằng tiếng Nhật. If this is challenging at first, try switching between English and Japanese subtitles. Có nghĩa là nếu như mà nó rất là khó khăn vô thì tất nhiên là sẽ khó khăn rồi, thì cố gắng là mình hãy cứ luân chuyển, thay đổi luân phiên giữa tiếng Anh và tiếng Nhật, những cái sub á. Number 10, get a tutor. You can't get better at speaking Japanese if you don't practice. Thì có nghĩa là nếu như thì mình sẽ có một cái người gia sư thì bạn không thể nào mà giỏi nói tiếng Nhật được nếu như bạn không có chịu luyện tập. Thì a Japanese tutor can help to learn to speak in practical situations. Thì những cái người gia sư bằng tiếng Nhật thì có thể giúp bạn học mà nói những cái tình huống thực tế. Number 11, join a group. Nghĩa là hãy tham gia vào một cái nhóm nào đấy. Cái này thú vị nè. Cái cuối cùng là cái mà cô thích nhất. Many cities have groups for Japanese speakers. Nhiều thành phố đã có những cái group để cho những cái người nói bằng tiếng Nhật ấy. Even if you are just starting out, it can help to join a group and listen to other Japanese speakers. Thậm chí là nếu như bạn chỉ mới bắt đầu thôi thì bạn có thể tham gia vào nhóm và lắng nghe những cái người mà nói tiếng Nhật, chứ mình không cần phải là chính mình nói, tức là nghe người khác nói. What's the best way to learn Japanese? Nghĩa là bạn thấy là cách mà hãy học tốt tiếng Nhật là gì? Become somewhat proficient and then make friends with people who speak the language. Tức nghĩa là mình để mà một cách nào đó để mà trở nên thuần thục và sau đó hãy kết bạn với những cái người mà nói tiếng Nhật. If you go to a language group once a week,
Nếu như mà bạn đi đến một cái nhóm ngôn ngữ một lần một tuần to will get better, thì bạn sẽ tốt lên trông thấy luôn. The more you practice, the faster you improve. Có nghĩa là càng luyện tập thì bạn sẽ càng đẩy nhanh tiến độ. Make some new friends and have fun learning. Có nghĩa là mình hãy kết bạn nhiều, kết một số bạn mới nè, và hãy học tập thật vui nhé. Your new Japanese friends might even be willing to sing karaoke with you. Thì có nghĩa là nói là những người bạn mà những người bạn Nhật mới á, thì có lẽ là thậm chí sẽ sẵn sàng để mà hát karaoke với bạn luôn. À. Vui ha. Ừ. Rồi ok, các bạn thấy 11 cách đây như thế nào, có cách nào để mình học hỏi không? Và cô đặc biệt hơn nữa là các bạn thấy cô Thương đọc tiếng Anh như thế nào? Quá. Rất là hay ha. À, là cơ. Ừ. Nếu mà mình tắt mình nghe tưởng đâu là nhiều phát thanh viên đang đọc tiếng Anh ha. Đúng rồi ạ. Ừ. Đọc rất là hay luôn. Rồi, đó là 11 cách mà các bạn có thể tham khảo ha. Cái là người ta đã nghiên cứu mà ra đó. Rồi bây giờ mình quay lại tiếp tục bài học của mình. Ok. Rồi cảm ơn cô Thương nhiều. Chắc hết hơi rồi phải không? Ok. Không, cô cũng thường thường mỗi ngày cũng phải đọc vậy chứ bộ, ví dụ tiếng Anh cũng phải đọc vậy, không đọc là nó bị lẹo lưỡi, nó bị quên, xong rồi khi hỏi thoại kiểu như đơ thật. Mỗi ngày cũng phải đọc á, không biết em tiếng Nhật em có cần mỗi ngày đọc không, chứ tiếng Anh cô là phải đọc thật sự là vậy á. Ừ. Hay quá. Rồi bây giờ mình tiếp mình cái mình thấy đường mình đang có gì chỗ nào tiếp thu hay là góp ý gì không? Dạ là sao? Rồi mình đi tiếp cái hà dư đây có nghĩa là trong từ chắc chắn ha, chắc chắn. À, ví dụ như nãy các bạn thấy cô Thương đọc tiếng Anh đúng không, mình nói là Thương sensei wa ego ga hanaseru hazu desu là nãy mình nghe rồi thì mình nói là hanaseru hazu desu, chắc chắn là có thể nói được tiếng Anh, không những nói tiếng Anh mà còn nói nó hay nó tốt nữa ha. Rồi nói qua cái ý nghĩa là chắc chắn có một việc gì đó mình dựa vào có cái căn cứ ha, rồi mình mới phán đoán. Chẳng hạn như mình nghe cái dự báo thời tiết, mình nói là cái việc đó nó xảy ra cái mức độ cao ha, mình mới chắc chắn gì đó, mình nói là chắc chắn, nói chung là nó mức độ cao để mình chắc chắn việc đó. Rồi bình sàn em đọc cái thử. Chữ sagarimas, sagaru. Sagaru de shoka. Là bệnh của anh An là đã giảm rồi phải không? Đúng rồi. Rồi. Ima chiu sao shimatta kara sanjikan ni sagaru hanzu desu. Rồi, nói sao? Các đang nghĩ là gì đây? Chiu sao? Chích khi mà tiêm rồi. Đã tiêm cho nên là ba tiếng chắc giảm. Đúng rồi, bác sĩ bắn khẳng định thôi. Rồi đây là bị sốt đúng không, nằm liệt giường đây thì bác sĩ đi đấy, mình bị bác sĩ tiêm rồi, bác sĩ kêu sau khi tiêm xong rồi thì 3 tiếng sau là nó sẽ chắc chắn là nó cái nhiệt độ sốt này giảm. Rồi các bạn bữa trước bình nói là nhiệt độ sốt là khoảng bao nhiêu trong bao nhiêu? Chắc 7 lên 7, 8, 9 nhiều. 40 chắc đi luôn. Bạn nào biết?
như là mình nằm trong bao nhiêu thì bị xấu? Ủa phải, 36 là dẫn tốt, mình khoảng 38 á. À 38. Dạ. 38 là bị xấu đúng không? 37 mấy là đã sốt rồi thầy. 37 à. Qua 37 6 đã sốt rồi. À. Thường thường là siêu thị á, 37 thôi là nó bắt đi, nó không cho vô. À. Tâm... Đi quê con vậy á. À. Kiểu như họ sợ hả? Nó không cho vô mua đồ. Ừ. Mà sợ lan rồi thì cứ cái đai chữ Haji là chắc chắn sẽ giảm ha. Các bạn bao giờ các bạn bị xấu, các bạn lấy khăn các bạn chườm không? Có trời ơi, kiểu như sốt khó chịu lắm luôn á, lấy khăn mà rao nước nóng á, xong rồi à. Cái lau trán, còn để mà chườm vậy là lấy cái miếng của em bé á chườm chứ. Lấy khăn lên chòm chắc xỉu luôn. Ừ. Nó có cái túi thông dụng ha. Bên Nhật nó có cái túi riêng thông dụng ăn. Chính xác luôn. Còn Việt ở Nam quê thì họ dùng không? Là tamago. Trứng hả? À tamago. Họ sẽ luộc lên và họ lăn. Lăn sao? Họ lăn là nó. À, các bạn có từng được dùng chưa? Em biết gì không? Em muốn coi cái clip mà kiểu như mấy người nữ ấy, mà kiểu này mà có mụn muốn lăn sâu không, có hạ sốt mà hà lỡ cái trứng ra mụn không? À. Kiểu như đem bệnh mà cười không á, là vậy. Ừ. Tamago. Rồi các bạn, trước giờ các bạn chỉ biết được từ tamago đây thôi không? Còn một từ là gọi là keran. Keran là trứng gà luôn, nhưng mà... Wow. Hay á. Kê ra. Mình không biết nè. Mình không biết. Kê ra là trứng gà. Tamago. Rồi, mình luộc lên thường mình gọi là từ UD. UD là luộc. Vì vậy người ta mới có gọi là trứng gà luộc, gọi là UD Tamago. À, mình có thể. Rồi, bữa nay mình học luôn cái từ. Nhớ từ chiêu sai ha. Mình muốn đọc rồi. Từ chiêu sai đây là mình chích, mình tìm người đó. Rồi. Các bạn từ y tá là cái gì các bạn biết không? Là Kangoshi là những cái mà người y tá này. Còn lúc trước mình học từ Isa là bác sĩ. Rồi còn người bệnh nhân là gan sa bệnh nhân là gan sa từ gan sa gan in nhất để từ coi là người bệnh nhân ấy, người mà Can gia thiếu trường âm là nó sẽ không ra nghĩa ha. Vì vậy các bạn, can gia là người bệnh ha. Rồi các bạn trong quá trình học thì cứ nói đi nói lại, nếu mình nhớ từ nào mới thì mình có thể tiếp thu ha, để sau này đỡ lên. Ví dụ như học lên N3 thì các bạn nhẹ hơn một mớ từ. Cứ học đúng cứ rồi em. Trời ơi, vô cái nó luộc, nó hấp, nó chiên, trời ơi chết, nhờ cái chữ UD này làm nhớ nè. Thật sự mà nói luôn đó. Thì trời, cứ khoảng là ví dụ như 1400 chữ đi, thì bây giờ trong quá trình học cứ nói thêm từ mới để cho các bạn, ví dụ như nếu mà bạn mình tiếp thu ít thì mình sẽ được 100, 200, 300, 400 gì đó thì lên N3 mình chỉ học lại còn 100, 1000 chữ thôi. Hoặc là 800 chữ thôi, nó sẽ nhẹ hơn. Rồi, xóa nha. Ok.
Rồi, tớ bận Ngọc nè. Maria san wa e ga jozu desu ka? Rồi. E. Cái từ kia là từ gì ạ? Cái này. Bijou, bijou chữ. Đúng rồi, bijou. Bijou chữ o benkyou shiteimasu kara jozu na bazu desu. Khi tính từ thì mình sẽ tìm chữ nào. Rồi, bijou chữ là bạn nào biết ý nghĩa là gì không? Mỹ thuật, mỹ gì mỹ thuật ấy. Mỹ thuật. Đúng rồi, mỹ thuật ha. À. Rồi mình nếu mà thêm chữ càng nữa là sao ta? Bà tao mỹ thuật. Đúng rồi, chữ càng giống như e ga càng á. Bijou chữ càng. Bijou chữ. Rồi cái này dịch nghĩa thử. Maria thì vẽ tranh có giỏi không? Vâng, vì học mỹ thuật thì nên là giỏi, chắc chắn là giỏi. Rồi còn từ mà ví dụ như các bạn muốn mà cái mũi mình nó cao lên nhé, con mắt mình nó bự hai mí, hay là các bạn cũng đập cái mặt đi các bạn làm lại á, thì các Mỹ bạn có thuật từ đó đây. còn. Ví dụ như các bạn mình mới lùn thì mình muốn cái cho mình cao lên thì mình có dùng từ đây. Cái này từ đây là từ gì? Phẫu thuật hả? À, phẫu Bị thuật. sức chữa. Nhưng Bị mà sức chữa. trong trong từ rồi nó cũng có nghĩa là ví dụ như mình rồi từ gan, gan là ung thư, gan là ung thư, thì trong quá trình mà ung thư đó, thì mình phải cạo tóc đi á, mình để mình làm có phóng xạ đó, thì mình cũng dùng luôn cái từ phẫu thuật thẩm mỹ và phẫu thuật đó, thì nói chung đó. Từ siêu di trừ là phẫu thuật ha, gan là bệnh ung thư, gan là ung thư, siêu rồi nhớ nha, tính từ đuôi na thì mình thêm là hai dư, động từ thì mình chia nguyên mẫu và mình thêm hai dư. Rồi mời của Thư nào. Okay. Restaurant wo oishii desu ka? Xong nói là え? Anasho ni kaette arimasu kara oishii hazu desu. Cái này không có ế mà mình là ê. Ê Ê là kiểu à, nó bằng hạ giọng từ, xuống. ê là bằng với từ hai. À, vậy là hạ giọng xuống đúng không? Còn hễ mà là mình ngạc nhiên này, kiểu như mình ngạc nhiên mình sẽ hễ anh mày. À là ê, ok em. Ừ. Thì cái nhà hàng đó thì ngon phải không? Ừ. Để nói là vâng. Ừ, sao? Thì nó nói vâng, thì cái theo như mà cái cuốn sách hướng dẫn này nó viết ấy thì nó có vẻ trông có vẻ ngon. Đúng rồi, chắc chắn là mình nhìn vô cái này nó có phán đoán đúng không? Mình nhìn vô cái như là cái hướng dẫn giống như một cái menu vậy đó, thì mình nhìn vô mình nghĩ là chắc chắn là nó ngon, hoặc là mình có thể dựa vào một cái trong quán này thấy có tư gần hồ như để mà có được cái ăn được có một quán này thì có người ta xếp hàng đến cả trăm người vậy, thì mình nói là quán này nó ngon, có cơ Để sở căn cứ. cho cô hỏi cái kaite sau một cái chữ ID này là cái chữ ID này là tháng tự nó là gì? Kaite Arimat mà Arimat, nhưng mà đây là xin sẽ viết nhầm. đâu Xin sẽ viết Arimat thôi nhỉ, Arimat. à, Yeah. Kaite Arimat, để từ từ xóa Kaite Arimat. Tôi tưởng đâu là mới. Ok. Okay. Ok. Một quá trình đánh nó sẽ xuất hơn. Kaite Arimat, từ Arimat là từ hữu ha. Đây.
Từ hữu, từ đây là từ hữu là có, còn từ từ hữu đây các bạn nghĩ là gì? Hữu đây là chắc bạn bè chắc hả? Bạn cũng hữu. Không phải. À, đi ghi à. Phải. Ừ, câu này. Sở hữu là sở hữu. Ừ. À, còn từ đây, từ đây bạn là cũng hữu luôn, hữu đạt á, trong từ từ gì? Tomodachi. Tomodachi đúng rồi. À, thì đây là chữ hữu về nói về bạn này, rồi chữ đây hữu là bên phải này, chữ hữu đây là có này, và sẵn các bạn nó biết từ luôn tomodachi rồi thì nó là từ zuzin luôn. Zuzin tức là những người bạn thân mình á, trong các bạn gọi là bạn chí cốt á, nhiều các bạn á 10 năm 20 năm như những bạn gọi mình chơi hiểu nhau rõ nhau á, gọi là zuzin. Đó ha. Rồi, cái nãy cô Thương đọc rồi thì cái đây là tính từ đuôi y, thì mình giữ nguyên cái đuôi y đây, mình thêm azu thôi. Tính từ na thì thêm na, động từ thì chia về nguyên mẫu. Cô Thương lưu ý vô chữ chữ đây ha, hế là mình ngạc nhiên gì đó, còn từ e ra nó bằng từ từ hai, rồi nó còn bằng một từ nữa, các bạn biết không? Hura hả? Các bạn biết từ à, các bạn biết từ đây không? Còn ví dụ như mà cái từ đang nghĩa là gì? Không à, yeah, nó bằng từ y e. Rồi các bạn lưu ý ha, người khi mà họ nói nhanh á, họ cái đây không phải nghĩa là nhà nha, họ nói nhanh thì cái chữ y đây họ nói ngắn này, họ một chữ y thì họ nói ngắn thôi á, cái y thì họ sẽ nói là biết rồi cái trước cao luôn, thì mình không phải là cái đây là chữ nhà ha, họ biết ngắn á, họ nói ngắn á. Đó mấy từ đây không là nghĩa là, hoặc là trước đó mình thì có những cái câu gọi là y, kiểu như là cái đây là nó phủ định như ha, rồi à, phủ định gì đó, ví dụ như à mình ngẫu nha, à thư xin xe qua ego gã hana xin mắt á, dạ hoặc là nói là ví dụ như phủ định, à không biết nói tiếng Anh phải không, không phải mình nói là dạ mệt cha vô dư đâu vô kiểu như vậy. Đó là cách mình học để học cái bài số 20-21 nữa, nó có những cái bài mà khẩu ngữ, cái bài những thông dụng từ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày mà các bạn nói chỗ đây với em không để ý luôn. Rồi kết thúc ha. Rồi mỗi bạn cho đặt mẫu cái ví dụ về chữ hazu này, rồi xong rồi mình sẽ hát karaoke. Động từ nguyên mẫu thì mình làm sao? Mình gọi lại rồi nói về cái về rư, mỗi bạn nghe hát bài nha, hãy trong cách học kia nó có cái biết nó hát ra kia để coi thử. Trời, hát là khủng khiếp lắm, nó khác khi mà thôi ha dư. Rồi tiếp, rồi cái tính từ đuôi na thì mình cộng giữ nguyên na, rồi cộng với ha dư, rồi danh từ y thì mình giữ nguyên y thôi, khỏi cái này khỏi ha, tính từ đuôi y thì mình giữ nguyên, không cái này không có gì hết, chỉ cộng ha dư thôi. Rồi, bạn nào trước? Cô trước cho. Ok. À, kanojo wa iroro na hito ni tetsudaimasu. Soshite
親切なはずです。あ、で、時代ます。で、時代ます。で、時代。em gõ nó. Đó là tin từ cần gì hết cho các bạn ha. Bữa em nói cái chữ mà bạn gái cũ là model canozo hay là canozo model của. Ok, từ 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 từ. Moto canozo. Ok. Rồi, mời bạn con mời bạn 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 Ngọc ok này, từ đó cho em hỏi từ cái từ giao bài tập thì em dùng là sukareo giao là gì ạ? Như kiểu simat hay là đấy là làm rồi mà nhỉ? Thì giao là gì ạ? Như kiểu là giao giao bài tập cho mình. Như kiểu thầy giao bài tập cho em. À sukareo da simat. À da simat. Đấy. Rồi ghi lại câu của Thương nè. Iro Iro na Ito ni te su mas. Rồi. Tai si si su su yes. Rồi. Ngập tới dịch ụ kỹ ta sau bấm qua là nó sẽ bị mắc vậy ta ta vẫn chưa biết cái cách sai thì corona thì tồn tại trên đây mắc từ rồi Ngọc giải thích câu đây số một nữa nào. Bạn gái ừ. Thì giúp giúp đỡ nhiều người ạ. Ừ. Thì nên nhất định là người thân thiện à, tốt bụng. Người tốt bụng, ok. Rồi, ok. Câu số 2 nè. Tới mời bạn Phận Bình nè. Em nói câu ngắn thôi được. Được, ô, câu ngắn cũng được. Nhưng mà nghĩ là gì? Lần lần em sẽ nói được nhiều hơn. Ngay từ đầu. Ngay từ đầu em đâu đặt được cái đâu đúng không? Từ từ lần lần em nói được. Cái gì cũng vậy, ngay từ đầu mà sao em nói được. À, watashi wa kuru hazu desu. Đi đâu đó địa điểm mình học tới bài giờ 46 rồi mà bây giờ mình nói cao vậy chết rồi. Thì em nói là kiểu tôi chắc chắn sẽ đến ừ. Thì đến. Còn như mình hẹn bạn gái thì mình sẽ đến chỗ hẹn đó giả sử sụp no tokoro ni zudes mình đến điểm hẹn ha. Hoặc là không thay từ gia cử số cử thì mình nói là đê đê tô là gì? Ừ. Rồi là đê tô biết mấy bạn biết không? Là date. À đúng rồi ha. Là cái chỗ mà hẹn hò tôi chắc chắn sẽ đến cái chỗ hẹn hò. Chứ đừng có hẹn cho rồi mà không đến ha. Rồi tới bạn Ngọc nào. Em không chắc ngữ pháp đúng.
Manichi tensense wa watashi ni sukurai o takusan dashite kuremasu kara. Tensense wa TBC to no bazu desu. Ngữ pháp có đúng không ạ? Đúng đúng đúng. Ai ai ạ. Cho mình thì mình vô là cười mát ha. Nhớ không? Hai. Mấy các bạn khác bạn à biết xong rồi cái nó sẽ sao rồi tăng sư siêu watashi ni takusan sugudai o dashite kuremasu kara chứ kiểu cho mình thì mình nhớ bữa trước thầy với em với bạn Bình mà phân tích cả buổi cái chỗ ra này nhớ không thầy sợ lộn mà may mắn rồi các bạn à. Đó. Rồi lên đây. KPC Mazu des. Rồi, câu này nghĩa là gì đây? Bạn nào cũng hiểu đúng không? Rồi. Mỗi ngày thì em dạ. À để bọn Bình dịch nè. Bình dịch đi. Mỗi ngày thì cái chữ hán tự là gì thì? Chữ đó. Từ vật cái chữ takusan. À, sugudai. À, sugudai. Mỗi ngày thì thầy chân thầy Tân đã tôi lên đọc cho. Này sugudai. Ừ. Bạn biết tiếng chữ Hán là một người cũng rõ tiếng Hán không? Rồi. Mỗi ngày thầy đã cho tôi rất nhiều bài tập. Ừ. Vì thầy Tân đã cho tôi nhiều bài tập. Tân xin xin. Và sao biết thầy Tân nhất định sẽ vui. Ông ạ. KBC. KBC là... À, ok. Rồi, cái từ đà si mát đây có nghĩa là gửi này, giao này ha. Mình dùng là đều từ đà si mát đây hết. Rồi, bây giờ thay vì các bạn nói về cái mẫu ngữ pháp đây, trong bài 46 nó chỉ có hazu đến đây thôi. Rồi, nhưng mà bây giờ thầy bỏ cái chữ đề đây nha. Rồi, chữ đề đây, được chưa? Rồi, bây giờ thêm chữ ganai là sao? Rồi, hazu ganai. Không chắc chắn ạ. À, đúng rồi ha. Gần như chẳng hạn thì nói ngọc sàn qua quà rươi khi tổ no hazuganai chắc chắn là người không phải là người xấu đúng không? Ừ. Thì mình cái này là chắc chắn rồi thì bây giờ mình phủ định lại giống như okay. Lúc trước các bạn chỉ học cái hầu như là tsumori là gì ta để tự xóa ra hết à bây giờ, cái này mình sẽ nâng cao cái trình độ mình lên ha. Chỉ trong cái cuốn 50 bài nó chỉ tới nhiều thôi. Nhỏ như à rai nen ni hon e atara ini iku. Rồi. Tsumori desu. Rồi, các bạn Bình cao đang nghĩa là gì Bình? Là rồi năm sau là tôi đến Nhật. Chữ tsumori đây là gì? Tsumori dự định à, năm sau thì tôi dự định
đi Nhật ha, đi Nhật để làm việc. Thì bây giờ nó là Chumori, bây giờ Chumori bỏ, bỏ chưa đẹp gái nai sao? Là không dự định. À, nó, thì đúng không? Bây giờ mình học thì người ta người trong sách nó chỉ một cái thôi, nhưng mà mình phải học lên là người Nhật họ lại dùng dài. Cái mình kêu ủa trong sách nó đâu có dạy Chumori cái này đâu, mà ông nói Chumori cái này sao tôi hiểu, ông phải nói Chumori thôi được không? Đó, trong sách nó chỉ dạy tới Chumori đẹp thôi, thì mình gái này là không có dự định nó Còn không thì Tức là mình cứ bỏ đề sự xong nó thêm gắn này ạ. à, à, bỏ Là đề phụ thêm cái đề. này Nhưng mà giống em ví chứ dụ không phải mát để sự ạ. là Rồi, từng bạn, từng xin bạn. lỗi xin lỗi xin lỗi Hay. Ờ, Ngọc Ngọc Trên nói sàn đâu rồi? Anh ý em nói là cái bỏ đề sự đấy thêm cả này chứ không phải là mát sự chứ. à, không mà Chimori đẹp mà chứ đâu mát đâu, Chimori mát Hay. đâu. Hay. Ừ, nó là đẹp xong nó không có mát thôi, Trên hai sàn cái đâu đó rồi? nó thù với nhau. Hay hay và cắt Ừ. tóc. Nhờ nhờ Rồi. chị Ngọc hỏi mà cô kiểu như thắc mắc cái bên cạnh là ví dụ như như này em nói là Chimori gái này thì như vậy thì cô thắc mắc ở đằng trước ví dụ như vậy thì mình để là Ika nè, tức là Ikanai Chimori cũng được đúng không? Ừ. Ikanai Chimori Thì mình dự Desu. định không đi, còn cái này là mình không dự định đó. Mình đánh cái này bạn nói bên trước nó lại ha, đó dài nên nghỉ hôn ế à ta rằng kỳ ní y ca này sự mô ri des. Rồi hai cái là tiếng Việt nó khác nhau chỗ nào không ta, bạn nào phân tích giúp ạ? Dự định không đi và không dự định đi, tiếng Việt nó khác không? Nó cao ở đây là không dự định, cái suy nghĩ của mình không dự định đi, đó nên là dự định không đi, tiếng Việt mình nó có khác xíu không? Đó, thì các bạn bạn tìm hiểu ha, cái Tsumori này là không có dự định đi và cái này là dự định không đi, mình không có dự định luôn, không có dự định đi luôn. Trước giờ mình nghe cái Nhật nó xa vời lắm, còn nhưng mà bây giờ lúc trước mình có suy nghĩ dự định đi, nhưng mà bây giờ dịch này mình không có dự định đi, nó khác đúng không? Tính Hay. nếu mà phân tích ra Dạ đúng rồi. Dạ hình dạ dạ như là cô nó hiểu khác ý đó. em rồi. À đúng rồi đó. Rồi ừ, mấy bạn rõ về cái mẫu ngữ pháp hay chưa chưa? Hai. Hai. Ừ. Rồi bây giờ mình sẽ hát mình mỗi bạn cho mấy bạn trước đi là mấy cho bạn ưu tiên bài hát của mấy Ủa, bạn. xí 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 sao mình mất tiêu rồi còn ba bạn vậy? Rồi chúc bạn bạn mạng bạn rớt nữa hả? Vậy rồi. Vậy. Ừ. Rồi ưu tiên là mỗi bạn có bài thuộc của nào không, hay là Nhưng không nghe nhạc. mình Ngọc trước giờ có biết cái bài hát nào Nhưng không. Nhưng không nghe nhạc nhạc luôn á. rồi? Vậy em cho bài nào đó xong rồi em chỉ mọi người hát đi, xong cái mọi người hát giống như hồi đó Jingle Bell vậy đó. Rồi đây Anh em... chiếc đồng hồ của tôi ha, âm to ha, mình sẽ câu này nó sẽ có mày cửa anh hư hư anh xíu. Rồi. Mình bên em có bài bài nào gọi là bài tủ của em không? Có nhưng mà em không có thuộc lắm thì ơi em quên lum nè. Có cần cần mở thì trên nhà nó sẽ có phụ đề mà. Có Rồi nhưng mà nhường mấy chị hát trước em rồi hát dở ok lắm ok thì thôi đây đầu ơn đi ông bèo do rồi đây mình sẽ nghe mình hát chung một bài đây ha. Rồi cái này là rồi chiếc đồng hồ của ông tôi, bài chiếc đồng hồ của ông tôi các bạn, xong rồi nó sẽ có mấy từ nào các bạn nghe mà không biết thì các bạn có thể ghi ra và hỏi.
chị đừng có nghe nhạc không. Okina no no fu fu no do kei uji san no to kei kaku nen itsu mo ugoitei ta ojiman no toke sa ojisan no umareta sa ni katte kita toke sa ima wa mo ugokanai sono toke i Kaku nen mazu mazu ni jikutaku jikuta ojisan no to isso ni jikutaku jikutaku ima wa mo ugokanai sono toke i nande mo shitteru furu rokei Ojisan no tokei Kire na hanazome yatte kita Sono i mo fugoite ita Oishii koto mo kanashii koto mo Mami shiteru tokei-san Ima wa mo ugokanai sono tokei. Trong hát là các bạn phải hát rõ hết từng chữ luôn. Ráng có chữ nào không biết mình ghi lại nha. Lúc trước là hình như trình trường dạy có phát bình bài hát rồi này. Thầy in ra giấy phát rồi ha. Nhưng mà giờ dịch nè. Ureshi koto mo kanashi koto mo ima shitteru toke sa ima wa mo Ugokanai sono tokei Ma yonaka ni beru ga natte Ojisan no tokei O wasure no toki ga kita no o Nani oshite Tano san Tengoku ne no Nomoru uji-san Tengoku là Ê Owasure Là một tên thiên đàng á. Lệ Mo Ugokanai Sono toke Tengoku ni Nomoru là nó cách hai không? Chết người ta nói vậy. Masu ni tiếng tiếng đồng hồ nó kêu không đi so ní chữ ní này mà viết cũng sai nè mo ugo kanai so no tokei awa mo ugo kanai Sono tokei. Rồi, cái này là thấy rồi. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc của cái nhóm nhạc đó. Có 3 người đàn ông hát và một đứa bé hát bài đây. Để mình nghe cái lời xong rồi mình sẽ hát karaoke. Nghe cố gắng thuộc cái lời ha. Rồi nha, nó có tiếng Việt này, Vietnamese translate. Ô
ba dễ thương hơn. Hana Yome là cô dâu. Bà đã hát cực kỳ hay, ý nghĩa luôn. Sure no toki ga kita no o minna ni ojite ano sa ten go ku ni moru ojisan toke to no wa sure mo ugokanai sono toke i nhân sư ma sư ni chi cử ta cử chi cử ta ôi di san to is so ni chi cử ta cử chi cử ta ma wa mo ugo kanai sono toke i ma wa mo ugo kanai sono toke i. Rồi từng bạn ha, hai là hát chung. Thôi từng bạn đi. Rồi ai trước nào? Hát lên nhạc nha, cô Thương nha, cô Thương trước nha. Thôi lần này cô không trước đâu, ghê lắm. Ôi Ngọc nào? Em không biết hát đâu ạ. Sao không biết hát thì hát chung rồi, Bình. Bài này em không biết, em hát không biết bài khác. Cái bài này rồi, được được, bài khác mà. Mấy bạn không hát thì mất thằng đánh chịu. Bình Bình hát bài nào? Em hát dở lắm thiệt. Kệ á, kệ em xong. Bài nào? One more time, one more chance này. Nghĩa ta, one more time mà. Nó tên tiếng Anh nhưng mà nó là bài tiếng Nhật. One more time rồi, one gì nữa? One more chance này là cái thứ hai thầy. Chance à. Cái thứ hai á. Chance là thay đổi phải không? Cơ hội em. Cơ hội. À một lần này phải không? Thêm chữ... Rồi các bạn sẽ sau đây sẽ kính thưa quý vị, chương trình giao lưu cùng người nổi tiếng đến hẹn là lời. Hôm nay ca sĩ Bình Ca Siêu sẽ hát bạn nhé. Sao nghe thấy tiếng nhạc ta? Có tí nữa.
ô cái này nó cần gì em sao em hát? Sao em có cái điện thoại của em không sao? Không sao được không? Bình thường hết rồi này. Em có cái điện thoại của em. À ok ok. Ô bật cái này cái phần sub này. Cái việc sub nó à? Để rồi ok. Ca sĩ là phải khó vậy đó. Phải chiều ca sĩ chứ thôi. Không phải. Cái dưới này thầy cái mà thứ ba thầy. Thứ ba đây phải không? À đây. Phải không ta? Chắc vậy em biết nó em sợ nó. Ờ, như lyric nó không phải karaoke thầy ơi. Không phải. Không sao kỳ vậy. Không có từ kỳ là không có đâu. Hay hay đúng rồi, cái này có tên này, đúng không? Nó ghi chữ karaoke này. Em biết. Đây đây. Noreban, Noreban là karaoke đồng tiếng Hàn. Yamasaki Sugi tác giả. これ以上何を失えば心は揺すられるのどれほどの痛みならもう一度君に会える One more time 季節よ移ろわないで One more timeふざけあった時間よ口合う時はいつも僕は先に折れたねわがままなせだれ em hát cái tự đi đi sao không đang hay mà đúng rồi hát hết luôn đi em hay hát đi một chânCì nô ba sô ô ê rai nai Itsu de mo sagashite iru yo Doka ni kimi no sugata o nó wow này luôn hả? Nó nhạc em sao? Chắc là nó là đó. Thôi để em bật cái phần của em cho nó. Rồi em bật của phần em hát đi. Dạ em câu em. Ôi nay làm sao mình biết mà có thơ một bài nhập một bài hát tiếng Nhật thì hát tiếng Việt thì hát tiếng nào cũng được mà ưu tiên là hát tiếng Nhật hơn. Em không biết hát tiếng gì luôn á. Không hát tiếng gì thì hát quan họ Bắc Ninh ha. Trời. Ở bên xong chưa? Dạ chưa đợi em cho mấy chị hát trước điểm tìm được cái bản của mình. Rồi ok. Dạ mình hát sau ha. Rồi cô Thương hát tiếp à? Bài gì? Nay là chỉ nay thôi ha. Bữa nay mới hát cái kia có cơ hội thôi. Thì bữa sau mình sẽ học tiếp bài 47 rồi đó. Bài lấy cho cô bài. Ta thấy hoa vàng trên cỏ xanh mà tiếng Nhật á. À. Này. Không, nó phải ca cô ca chung chứ cô không có thuộc điệu. Nó thì nó có chữ này, nó sẽ lấy này. Nhưng mà ý là cái cô không có thuộc cái điệu ấy, cho nên là nó cần nó hát cô hát theo giống như của mình nãy. À đấy à. Rồi ok. Vô. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, The Benny cover. Ồ, mày quá. Cái như thế này gọi là cô cười ha, quảng cáo. À cũng là con Mingo đây. Nó thích nhập kinh khủng.
lúc trước mà nó cover lại nhưng trong khi nó chưa biết tiếng Nhật đó, bây giờ nó biết tiếng Nhật đó. Đi xì ấy, đi ra xì ấy, mặc cái áo. Dì dìu á, các bạn thấy không? Chữ này đâu cái giọng của Thư nóng. Cô đâu có thuộc được cái này đâu. Em phải vô cái bài của cô chỉ á. Giờ em xóa nè. Giờ em để là tôi thấy hoàn cỡ xanh tiếng Nhật phải không? Xóa karaoke ra. Xong rồi bấm enter. Đây này phải không? Này. Cái đầu tiên luôn á. À ok. Ủa sao nó bị dập không vậy ta? Không nghe được gì hết. Đâu hát chưa? Sao nó bị dập, nó không chịu hát. Hay bây giờ em mở đi, cô mở cái của cô lên cô hát xong mọi người cũng vẫn nghe mà đúng không? Cô à, mở rồi, okay. cái YouTube bằng điện thoại á. Ừ. Em mở đây là cho mọi người coi ha, còn cứ cô hát theo cái kiểu cô. hay là đâu nhìn lên đây phải không? Đúng rồi, cô nhìn trong điện thoại được rồi. Rồi ok. Rồi bắt đầu. Ừ. Rồi để cô mở lo này. Mọi người nghe không? Ừ ok. Hey, what a hindi.
Cái đó tiếng Việt không? Không có, bây giờ là nó xong rồi đó. Hết rồi đó. Ok, hay quá anh. Ngon quá à. Biết đâu rồi. Sorai wa kashi ni naru kamo shiremasen. Rồi, tới Ngọc nha. Rồi, chị Ngọc. Shiremasen, không biết đâu ạ. Bài bài nào? Không thì bài tiếng Việt cũng được. Bài mà nào? Tiếng Việt em cũng không biết. Dạ hát trong bài đi. Uta he ta. Uta ga. Jozu na hazu de ka. Ie. He ta desu kara dekinai. Sumimasen. À, tới Bình không? Dạ, dạ. Bài có chưa? Dạ, có rồi, thầy. Rồi, ok, bài vậy. Bên này có nghe thầy. Nhớ. Dạ. Có tiếng nhạc chưa thầy? Rồi, chắc rồi. Em hát của em phải không? Dạ. Là Bình đó, mọi người có nghe không mọi người? Có okay. Nghe, có nghe em. Có. これ以上何を失えば心は許されるの。どれほどの。もう一度君に会える。One more time。季節よ移ろわないで。One more time。ふざけ合った時間よ。 違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格だよ。なおさら愛しくさせ。One more chance。記憶に足を取られて。One more chance。次の場所を選べない。 いつでも探しているよ。どこかに君の姿を迎えのホーム越しの窓。こんなとこにいるはずもないのに。願いはもしも叶うなら今すぐ君の元へ。できないことはもういないのに。全て賭けて抱きしめていいよ。 Đúng là ca sĩ có hát ha, hát xong các bạn. Đó không? Ca sĩ từ ngâm dạy á. Dare demo ii hasu nano ni. Hoji ga ojison ayo dakara. Jibun wo itsuwarenai wa motta. Kisetsu yo utsuro wa nai de. One more time. Fuzake a いつでも探しているよ。どこかに君の姿を交差点でも夢の中でも。こんなとこにいるはずもないのに。奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい。朝これからの僕言いなかった好きという言葉を。
công cảm em không có thuộc lắm. Vậy là quá hay rồi đó. どっかに君の姿を明け方の街桜木町でこんなとこに来るはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君のもとへできなことはもう何もない全て駆けて抱きしめて見せるよ どっかに君の宝を旅先の店新聞の隅こんなとこにあるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕家が片付きという言葉を Rồi, ok. Cái siêu, anh cái siêu là bộ tay hả? Quá hay luôn. Rồi, dễ thương lắm luôn á. Y chang như, dạng như là những người Nhật mà chỉ như một cái bằng tràn kinh, kinh. Cái bằng kiểu cũng, cũng nghe rất là nhiều. Nói chung là bạn, mấy bạn mà để hát được dài là chắc các bạn cũng phải hát nghe nhiều hơn mới hát được ha. Đúng rồi, nghe nhiều lắm luôn á. Nên nên các bạn tập nghe nhiều là các bạn nhiều khi tập cho nó sẽ cái tốc độ mình nó sẽ nhanh hơn. Rồi bây giờ mình sẽ gửi các bạn cái bài cây qua của bài 46 cho các bạn về các bạn nghe trước, rồi mai mình sẽ học bài cây qua bài 46 và học từ vựng bài 47. Giờ rồi các bạn thấy sao? Có câu hỏi gì không? Ôi chị Ngọc chưa hát. Hát giấu nữa. Hát cái bài ba con gấu. À để mình hát tiếp theo ha. Được rồi. Thôi. Em không biết tiếng Hàn không? Tiếng Nhật thì em hát được. Cầm xe Mari. Ba con gấu à? À đúng rồi, bài ba con gấu. Bài đây chắc là hay luôn. Thương quá vậy trời. Bài cực kỳ dễ thương luôn. Mình xem theo không? Bài một phút máy nữa rồi mình nghỉ. Xe Marika hăng chip ít sao vô. Oppa cầm hê kì cầm. Oppa cầm mùn tung tung hê. Oppa cầm mùn na si hê. Iki cầm mùn na mu wê yô. Ư sư chan ha ta. Cầm xe Marika hang chip lấy so yo. Oppa cầm, oppa cầm hê kì cầm. Oppa cầm mùn tung tung hê. Oppa cầm mùn nan si hê. Hê kì cầm mùn no mu wê yo. Ư sư chan ha ta. Ở bài chỉ nhiều thôi. Bài kiểu như là những bạn nào giống như biết mấy bài con còn bé bé hay cũng mấy bé xuân hai xuân xuân mai á, thường biết mấy bài này. Bài đó cực kỳ dễ thương. À. Rồi mình sẽ kết thúc ra ha. Rồi em xong. Oyasumi nasai.
Hai, sensei domo arigato gozaimasu. Hai, mata ne. Hai, oyasumi nasai. Hai, arigato gozaimasu. Minasan, oyasumi nasai. Hai, mata ne. Hai.